Xin chào các bạn, hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến các bạn món nấm rơm kho tương hột quế bầu. Và đây là rổ nấm rơm, khoảng nửa ký nấm rơm. Và bây giờ mình sẽ rọt sạch và mình ngâm với nước muối trước khi mình rửa rồi mình kho nha quý vị. Nấm rơm thì ở miền Tây rất là nhiều, có quanh năm luôn á quý vị. Và trong khi mình rọt thì mình cũng trộn nấm rơm đều đều với nước muối nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ đem đi rửa. Và sau khi mình ngâm nước muối thì mình rửa khoảng 3 nước cho nấm rơm nó sạch nha quý vị. Và các nguyên liệu mình đã chuẩn bị nè quý vị. Nửa ký nấm rơm, nửa trái bầu. Trái bầu thì mình để nguyên vỏ luôn nha quý vị, nó sẽ rất là ngon. 2 cọng hành lá, khoảng 4 tép tỏi và một củ hành tím. Và một chén tương hột, nước mắm, muối, bột ngọt, bột niêm và đường. Món nấm rơm kho tương hột với bầu thì cũng rất là đơn giản. Các nguyên liệu và gia vị thì chỉ có bao nhiêu đó đó quý vị. Và bây giờ thì mình sắc hành lá ra, mình sắc nhỏ nhỏ ra nha quý vị. Để hồi khi mình kho chín thì mình sẽ cho hành lá vào. Và củ hành tím thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ rồi mình băm nhuyễn luôn. Và các tép tỏi cũng vậy, cũng sắc nhỏ nhỏ rồi băm nhuyễn luôn. Để hồi mình phi cho nó thơm và nó rất là ngon. Có nhiều tỏi và hành tím thì món kho của mình nó sẽ tuyệt vời đó quý vị, thơm lắm luôn. Và nửa trái bầu thì mình cũng sắc phanh tròn ra nè quý vị. Gần hồi mình sắc ra làm 2 hoặc làm 4 cũng được. Hôm nay thì mình sắc ra làm 4 luôn. Sắc nhỏ nhỏ thì mình kho nó mau chín và cũng rất là ngon. Và sau khi mình đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ mình bắt chảo lên, mình cho mỡ vào. Khi nào mỡ nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím hồi nãy mình đã băm nhuyễn rồi đó quý vị. Mình cho vào chảo, cho phần nửa thôi để mình xào nấm rơm trước với bầu. Hồi cái phần nửa còn lại mình sẽ phi và mình xào với tương rồi sau đó mình mới kho nha quý vị. Và tỏi cũng gần vàng rồi nè quý vị. Bây giờ mình cho nấm rơm vào. Mình xào trước khi mình kho, như vậy thì nó sẽ rất là ngon. Cũng tùy theo cách làm của mỗi gia đình mình nha quý vị. Hôm nay mình chia sẻ cách làm ở nhà mình cũng rất là đơn giản nhưng quan trọng nó cũng rất là ngon đó quý vị. Và khi mình xào nấm rơm thì mình cũng phải cho các gia vị vào nha quý vị. Gia vị thì muối, bột ngọt, bột niêm, đường và nước mắm. Mỗi thứ mình cho tí vào sao cho nó vừa khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị. Tại vì hồi mình có cái tương hột nó cũng vừa ăn rồi cho nên mình xào nấm rơm này mình cho gia vị cũng tương đối hơn nha quý vị. Khi nào mà mình xào nó vừa săn lại nhưng mà nó chưa có chín nha quý vị
thì mình sẽ cho bầu vào, mình xào chung luôn để các gia vị trong nấm rơm và bầu nó thấm với nhau. Và trong lúc xào thì mình cũng để lửa riu riu hơn nha quý vị, để cho các gia vị nó thấm từ từ vào vào nấm rơm thì nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ mình cho bầu vào luôn, tại vì nấm rơm mình xào khoảng 3-4 phút rồi thì mình cho bầu vào, mình xào chung với nhau luôn, tại vì bầu thì nó mau chín cho nên mình để vào sau. Mình xào thêm khoảng 4-5 phút nữa. Khi nó săn lại là vừa nghe quý vị. Bây giờ được rồi, mình tắt lửa và mình sẽ bắt một cái chảo nhỏ lên rồi mình cho mỡ vào luôn. Rồi cái tỏi và củ hành tím hồi nãy quý vị, mình còn phân nữa. Khi mỡ nóng lên thì mình sẽ cho vào luôn, mình phi. Cũng phi vừa vàng thôi nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho cái chén tương hột vào luôn. Đó, chén tương hột hồi nãy nè quý vị. Khi mình cho hết chén nước tương hột vào thì mình sẽ xào cho đều lên nha quý vị. Xào trong vòng khoảng 2 phút. Sau đó mình mới cho nấm rơm và bầu hồi nãy mình đã xào đó, cho mình cho vào cái chảo tương hột luôn. Đó, sau thời gian khoảng 2 phút rồi đó quý vị. Bây giờ mình bắt đầu cho nấm rơm và bầu vào luôn. Khi mình cho nấm rơm và bầu vào thì mình để lửa riu riu hơn nha quý vị, để cho cái tương hột nó sẽ thấm đều vào nấm rơm và bầu. Như vậy thì nó sẽ đậm đà và nó sẽ rất là ngon, món nấm rơm kho tương hột với bầu. Mình xào đều đều lên và mình để lửa riu riu hơn nha quý vị. Đó, bây giờ lên màu rất là đẹp rồi đó quý vị. Rồi sau thời gian khoảng 6-7 phút, bây giờ mình cho cái chén nước vào. Mình lấy cái chén tương hồi nãy đó, mình cho thêm tí nước vào luôn nha quý vị. Rồi sau đó mình cho vào cái chảo nấm rơm kho của mình và mình để lửa riu riu thôi. Sau thời gian thêm khoảng 7-8 phút nữa thì chảo nấm rơm kho tương hột và bầu mình sẽ chín. Món này thì cũng không có mất thời gian mình lắm, khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thôi là có một món rất là tuyệt vời, rất là ngon. Nếu mà món này mình không nêm nước mắm với phi bằng mỡ thì mình làm món chay cũng được nha quý vị. Nếu mà món chay thì mình bỏ nước mắm ra và mình nêm bằng nước tương. Rồi lúc mình phi thì mình phi bằng dầu thì sẽ thành một món chay rất là tuyệt vời. Và trong cái thời gian mình nấu thì mình cũng nêm nếm lại nha quý vị, sao cho nó vừa ăn. Đó, quá hấp dẫn luôn, rất là thơm. Và bây giờ đã chín rồi, mình sẽ tắt lửa nha quý vị. Khi mình tắt lửa rồi, mình sẽ cho các cái hành lá hồi nãy mình đã sắc nhỏ ra, mình cho vào lên lớp trên để cho nó món ngon của mình nó rất là thơm. Có hành thì nó rất là thơm và ngon. Và sau đó mình sẽ cho ớt vào lên lớp trên. Nếu quý vị ăn ớt nhiều được thì mình cho nhiều nhiều ớt vào, nó cay cay nó sẽ rất là ngon. Còn quý vị ăn ớt không được thì mình khỏi cho vào cũng được nha quý vị. Nó món ngon của mình hôm nay rất là đơn giản, chỉ có nấm rơm, bầu và tương hột. Món này thì mình ăn với cơm trắng và rau luộc nữa thì rất là tuyệt vời luôn đó quý vị.
Đó, quý vị nhìn thấy rất là hấp dẫn, màu sắc rất là đẹp. Và đặc biệt là món này rất dễ làm. Đó, nhìn quá hấp dẫn luôn. Rồi, cơm món ngon dễ làm, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Chào và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.